câu chuyện cảm ơn anh Hà Mã. Dê rủ cúng vào rừng chơi, vì mài đi chơi xa nên khi quay về thì bị lạc đường. Gặp cô Hưu, dê hỏi, cô kia, về làng đi lối nào? Không biết, cô Hưu tức giận lắc đầu, bỏ đi. Dê và cúng đi tiếp tới một con sông, thấy anh Hà Mã đang bơi, dê nói to, bọn tôi muốn về làng hãy đưa bọn tôi qua sông nghe dê nói vậy anh hà mã phật ý định bỏ đi thấy vậy cúng liền nói chào anh hà mã anh giúp bọn em qua sông được không ạ à? được chứ em ngoan quá hà mã vui vẻ nói cảm ơn anh cúng đáp rồi quay sang nói nhỏ với dê cậu quên lời cô dặn rồi à nếu muốn ai đó giúp phải hỏi một cách nhẹ nhàng lịch sự còn khi họ giúp mình thì phải nói cảm ơn dê con hơi xấu hổ sau khi được anh hà mã đưa sang bên kia sông dê nói với anh hà mã cảm ơn anh đã giúp bọn em em biết mình sai rồi em xin lỗi anh ạ à. hà mã mỉm cười nói em biết lỗi là tốt rồi giờ các em cứ đi theo đường này là về làng thôi dê yeah, và cúng chào anh hà mã rồi vui vẻ dắt tay nhau đi về nhà